Khi đã dùng nhiều loại thuốc và áp dụng nhiều phương pháp chữa khác nhau mà triệu chứng khó chịu của viêm xoang vẫn không dứt, nhiều người sẽ nghĩ đến phương án phẫu thuật. Thế nhưng, người bệnh cần phải tìm hiểu kỹ về việc mổ xoang trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khi nào cần mổ viêm xoang? Khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả, viêm mạn tính tái phát thành nhiều đợt từ 4 đến 5 lần trong một năm. Các triệu chứng của viêm xoang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh. Biến chứng của viêm xoang tiến triển khiến sức khỏe của người bệnh gặp nhiều nguy hiểm. Bệnh nhân bị viêm xoang do nấm, có khối u nấm, nấm xâm lấn. Bệnh nhân có cấu trúc giải phẫu mũi bất thường gây viêm xoang như lệch vách ngăn mũi, gai vách ngăn, polyp mũi, phì đại cuống mũi, xẹp lõm xoang hàm. Hiện nay, đa số bệnh nhân thực hiện việc mổ viêm xoang nội soi, tên gọi chính xác là phẫu thuật nội soi mũi xoang. Mổ viêm xoang nội soi có những ưu và nhược điểm nhất định. Về ưu điểm của mổ viêm xoang, nhanh chóng, mỗi ca mổ chỉ mất 15 đến 20 phút, bệnh nhân sau mổ có thể về nhà sớm, an toàn, đầu do tác động trực tiếp vào vùng gây bệnh, ít xâm lấn. Do ít gây ảnh hưởng đến mô lân cận nên bệnh nhân phục hồi nhanh, ít đau, ít chảy máu, không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Hiệu quả cao, hầu hết các trường hợp mổ xoang đều có tình trạng được cải thiện hẳn, tránh được những biến chứng nguy hiểm như áp xe nhãn cầu, áp xe sọ. Về nhược điểm, viêm xoang có thể tái phát, đặc biệt là với một số đối tượng bị tiểu đường, cao huyết áp, những người có thói quen hút thuốc. Một khi mổ viêm xoang, tức là đã có tác động đến cấu trúc giải phẫu tự nhiên ở hệ thống xoang mũi, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của mũi. Sức đề kháng của người bệnh sẽ giảm dần sau mỗi lần mổ xoang, điều này khiến người bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Sau phẫu thuật, có bệnh nhân hài lòng về triệu chứng được giảm đi đáng kể, nhưng trái lại, có nhiều bệnh nhân không vừa ý vì triệu chứng của bệnh vẫn tái phát chỉ vài năm sau đó. Một số biến chứng sau khi mổ xoang bao gồm tổn thương ống lệ và túi lệ, bít lấp lỗ thông xoang hàm sau mổ, phù nề dưới da hoặc tràn khí dưới da. Những biến chứng mổ viêm xoang khác nghiêm trọng hơn bao gồm mù loà, do dịch não tủy, chảy máu nhãn cầu, tai biến ở mắt, song thị. Biến chứng hiếm gặp hơn bao gồm thoát vị tổ chức mỡ vào ổ mắt và hốc mắt, tụ máu ổ mắt, tổn thương động mạch cảnh trong và xoang hang, tổn thương tổ chức não. Hiện nay, để tránh những tổn thương có thể xảy ra khi phẫu thuật chữa viêm xoang, mọi người có thể sử dụng thuốc đông y với thành phần lành tính và cho hiệu quả lâu dài. Một trong số đó thì bài thuốc đặc trị viêm xoang từ nhà thuốc Nam Gia Truyền Đỗ Minh Đường nổi lên với kết quả điều trị tối ưu nhất. Kết hợp từ 3 bài thuốc thành phần bao gồm bài thuốc đặc trị viêm xoang, giải độc chống viêm và thuốc xịt, tinh chiết từ các vị thảo dược quý như bổ công anh, bách bộ, kim ngân canh, tơ hồng xanh, sai hồ, vừa tác dụng chữa bệnh vừa nâng cao sức khỏe, bồi bổ tạng thận, chống lại tác nhân gây bệnh. Phương pháp điều trị viêm xoang không phải ít, nhưng hãy lựa chọn cho mình phương pháp an toàn và phù hợp với cơ thể của bạn nhất. Chúc bạn luôn khỏe mạnh. Để được thăm khám và điều trị viêm xoang bằng bài thuốc đặc trị của dòng họ Đỗ Minh, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 024-6253-6649 hoặc đến trực tiếp địa chỉ tại số 37A, ngõ 97 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.